Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thông tin Văn hóa Hàn Quốc và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin vô cùng thú vị đến từ Hàn Quốc cho các bạn. Và trong các chủ đề trước thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về cái đẹp hay là đồ ăn ngon tại Hàn Quốc rồi đúng không? Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về văn hóa ứng xử của người Hàn và đặc biệt là 7 câu hỏi không nên hỏi người Hàn Quốc khi đến đây du lịch các bạn nhé như mọi người đều biết giao tiếp ứng xử là một trong những văn hóa được ứng xử không chỉ trong cuộc sống mà còn ở nơi công cộng rồi là nơi chúng ta làm việc đúng không Tuy nhiên thì ngay cả người lịch sự đôi khi chúng ta cũng mắc một số sai lầm trong quá trình giao tiếp ứng xử Tuy nhiên khi chúng ta đến du lịch tại Hàn Quốc hay là chúng ta có người thân bạn bè là người Hàn Quốc thì cũng cần có một số câu hỏi chúng ta cần nên tránh và không nên hỏi trong lần đầu tiên gặp mặt và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé đầu tiên đó chính là chúng ta không nên hỏi người hàn quốc theo đạo hay là tôn giáo chính trị gì đây được liệt vào danh sách cấm kỵ khi chúng ta trò chuyện với người hàn quốc bởi vì với họ tôn giáo chính trị hay là họ theo đạo nào đó là do cái tôi của mỗi người và trong gia đình tại hàn quốc thì không có gì lạ khi mà uh, anh chị em rồi là người thân bố mẹ của họ có thể mỗi người theo một đạo một tôn giáo khác nhau đó là do lòng tin của họ chỉ cần sao là khi mà theo đạo tôn giáo này họ không sai lầm là được và khi chúng ta trò chuyện với người hàn quốc hãy nhớ rằng đừng nên hỏi họ theo đạo hay là tôn giáo nào nhé bởi vì đây được xem là một trong những điều cấm kỵ mà cảm giác như là nó có vẻ hơi nhạy cảm ấy, thế nên là đây là một trong những câu hỏi chúng ta cần loại bỏ ra trong danh sách. Câu hỏi thứ hai không nên hỏi người Hàn Quốc hay thậm chí là bất cứ người nào khi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, đó chính là hỏi bạn bao nhiêu tuổi đặc biệt là đối với phụ nữ Hàn Quốc, họ rất quan trọng về ngoại hình cũng như là cân nặng của mình. Và nếu như ngay trong lần đầu tiên gặp mặt hay khi mà mới làm quen, bạn đã hỏi người con gái này là bạn bao nhiêu tuổi thì họ sẽ cảm thấy tự ti, tự ái và thậm chí là còn có chút tức giận bởi vì họ cho rằng khi hỏi về tuổi tác, bạn sẽ so sánh một chút về ngoại hình của họ đối với tuổi thật của họ và thậm chí họ rất sợ những kiểu bị đánh giá như là sao trông ngoại hình già hơn so với tuổi như vậy mà không chỉ ngay người Hàn Quốc đâu mà thậm chí là người nào cũng vậy khi ngay lần đầu tiên gặp mặt mà được hỏi bao nhiêu tuổi thì họ cảm thấy khá là phiền phức. Vậy nên hãy nhớ rằng nếu như lần đầu tiên gặp mặt hay đến Hàn Quốc, đừng hỏi rằng họ bao nhiêu tuổi. Thứ ba, đó chính là câu hỏi bạn đã kết hôn chưa? Ôi, Kiều Anh thấy thì câu hỏi này thì không chỉ người trẻ tại Hàn Quốc đâu Mà ngay cả Việt Nam chúng ta cũng cảm thấy vô cùng là tự ti Thậm chí là tự ái khi mà mọi người hỏi chúng ta câu hỏi này đúng không Và đặc biệt là mỗi dịp lễ Tết khi mà chúng ta trở về quê Thì người thân họ hàng lại hỏi chúng ta là Bao giờ chồng lấy chồng, bao giờ cháu lấy vợ Và bạn đã kết hôn chưa Và khi chúng ta được hỏi câu hỏi này Thậm chí chúng ta còn cảm thấy là có chút rắc rối phiền phức Và đối với những người đàn ông phụ nữ trên 30 tuổi tại Hàn Quốc Khi được hỏi câu hỏi này, họ cảm thấy khá là mệt mỏi và phiền phức đối với những người cao tuổi. Và thế hệ trẻ tại Hàn Quốc bây giờ lại cho rằng đối với những người ngay lần đầu tiên gặp mặt hỏi họ câu đó thì họ sẽ cho rằng đây đó chính là sự bất lịch sự đi qua giới hạn và muốn tìm hiểu hết thông tin cá nhân của họ. Thế nên hãy nhớ nhá, nếu như khi gặp một người Hàn Quốc nào hay khi lần đầu tiên gặp mặt làm quen, đừng bao giờ hỏi họ đã kết hôn chưa. Thứ tư, đó chính là câu hỏi bao giờ bạn sinh em bé ừ nghe thì có vẻ bình thường thôi nhưng mà đối với người hàn quốc đây là một trong những câu hỏi cực kỳ vô duyên và khiến cho họ cảm thấy là phát bực luôn và thậm chí một người còn cho rằng khi mà hỏi như thế họ cho rằng tất cả lũ trẻ ở đây đều là con của tôi à và thậm chí là khi mà bạn hỏi câu hỏi này đối với một người phụ nữ hàn quốc thì nó còn có nghĩa rằng là bạn đang chê bai về ngoại hình của họ ngoại hình hơi thừa cân một chút và thậm chí là có thể họ sẽ dễ dàng nổi điên rồi phát cáu với bạn nếu như bạn hỏi câu này với họ khi lần đầu tiên gặp mặt đấy. Vậy nên hãy nhớ rằng để giữ được phép lịch sự tối thiểu nhất thì đừng bao giờ hỏi bao giờ bạn sinh con và cũng đừng bao giờ hỏi về những câu hỏi khiếm nhã tương tự như vậy bởi vì như vậy sẽ rất dễ gây mất điểm trong người Hàn Quốc. Thứ năm, đó chính là đối với người Hàn Quốc thì không nên hỏi câu lương tháng bao nhiêu. Ừ, theo anh thấy thì đây không chỉ là câu hỏi cảm thấy nhạy cảm đối với người Hàn Quốc đâu mà ngay cả người Việt Nam thì chúng ta cũng cảm thấy rất khó chịu với câu hỏi như thế này. Nếu như đối với những người dễ tính thì họ sẽ không suy nghĩ gì mà trả lời ngay lập tức. Tuy nhiên đối với những người khó tính hay là những người đa nghi thì khi bạn hỏi câu này, người ta sẽ nghĩ rằng bạn có tính tọc mạch tò mò vào cuộc sống cá nhân của họ thậm chí là còn muốn moi móc thông tin của họ và lương tháng bao nhiêu thì chính là một trong những câu hỏi vô cùng nhạy cảm nếu như bạn không muốn bị mất điểm hay là không muốn bị ghét ra mặt thì đừng hỏi câu này trong lần đầu tiên gặp mặt bởi vì ngay cả kiểu anh cũng vậy thôi nếu như bạn hỏi kiểu anh lần đầu tiên là lương tháng bao nhiêu ngay khi lần đầu tiên gặp mặt thì mình cũng sẽ cảm thấy vô cùng rắc rối và thậm chí là còn có một chút không hài lòng vậy nên hãy nhớ nhé hãy loại bỏ câu hỏi này trong ứng xử giao tiếp hàng ngày Thứ sáu đó chính là câu hỏi bạn dùng hàng hiệu nào vậy? Thật ra thì đây chính là một trong những câu hỏi vừa gây nhạy cảm vừa gây ức chế bởi vì đối với một số người không phải họ không có đủ điều kiện kinh tế mà tính cách của họ đã vô cùng tiết kiệm cũng như là họ biết cách chi ly tính toán trong cuộc sống để cuộc sống của họ được thoải mái hơn và họ có thừa khả năng để sử dụng hàng hiệu thôi nhưng mà họ không thích điều đó và nếu như trong lần đầu tiên gặp mặt bạn hỏi người khác rằng bạn dùng hàng hiệu nào vậy? Điều này rất gây ức chế cho đối phương bởi vì thực ra việc không dùng hàng hiệu không có nghĩa là bạn bị lỗi thời hay là không hợp với thời đại mà đó chỉ là tính cách, phong cách của mỗi người thôi. Đối với người Hàn Quốc nếu như bạn hỏi câu này ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí họ có thể là chửi ngay thẳng mặt bạn đấy. Và ngay cả Việt Nam cũng vậy, đừng bao giờ hỏi câu bạn dùng hàng hiệu hay đồ hiệu nào trong lần đầu tiên gặp mặt nhé. Và cuối cùng, đó chính là câu hỏi hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? đối với những người đã thân quen lâu năm thì chủ đề yêu thích của họ đó chính là kể về các mối quan hệ của mình tuy nhiên thì đối với những người mà trong lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi rằng là các bạn đã quen nhau được bao lâu rồi thì đây là một trong những câu hỏi khó chịu bởi vì họ cho rằng đó là chuyện cá nhân riêng tư của họ tại sao người khác cứ phải thích xen vào và thậm chí còn có một số người cho rằng người khác tọc mạch và đây chính là một trong những câu hỏi nhạy cảm mà bạn không nên hỏi vâng vừa rồi là những câu hỏi không nên hỏi người hàn quốc hay là không nên hỏi khi vừa mới đặt chân đến hàn quốc các bạn hãy lưu ý cũng như là bỏ vào túi để chúng ta Uh, quan sát kỹ hơn cũng như là biết cách ứng xử khi chúng ta đến Hàn Quốc nhé và nếu như các bạn thấy rằng còn những câu hỏi nào mà Kiều Anh chưa liệt kê trong video ngày hôm nay thì hãy để lại ở dưới comment này để Kiều Anh cùng tìm hiểu với nhé và hy vọng thông tin ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích và hấp dẫn Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau Bye bye thấy video ngày hôm nay hay và bổ ích thì đừng quên like, share, subscribe và hãy nhớ nhấn vào quả chuông nhỏ dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ thông tin văn hóa Hàn Quốc các bạn nhé.